Xin chào mọi người, mình là Thành Tiến Đạt, hiện đang là thí sinh của Mitovo Việt Nam. Số tự danh của mình là 012. Trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn qua những hình ảnh này để đón xem Đạt sẽ mang đến điều gì nhé. Vâng, chắc hẳn các bạn đã đoán ra được chủ đề mà Đạt nói đến ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Và Đạt tin rằng đây cũng chính là điều mà nhiều bạn trẻ đang rất quan tâm, đó chính là ăn chay xu hướng sống bền vững. Là một người ăn chay trường 5 năm, thông qua cuộc thi Đạt mong muốn chia sẻ thêm tính bền vững trong cả đời sống lẫn sức khỏe và cả lòng từ bi nhân ái vào việc ăn chay mang lại. Bên cạnh sự tốt dáng cân đối cơ thể khỏe mạnh để lùi được các bệnh đường tiêu hóa và các bệnh căng thẳng, nội tâm cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Vậy tại sao không lan tỏa những năng lượng tích cực này đến với cộng đồng? Vậy ăn chay có gì hay? Theo nhiều thống kê, xu hướng ăn chay đang tăng dần trên toàn cầu vì nhiều lý do. Tại Việt Nam, lý do sức khỏe, đạo đức, tôn giáo hay đơn giản chỉ là tiết kiệm chi phí mà nhiều người và người nổi tiếng đã có xu hướng chọn lựa ăn chay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 3 lý do tại sao bạn trẻ đang quan tâm nhiều về việc ăn chay nhé. Lý do đầu tiên, sống xanh ăn lành xuất phát từ ý thức và một lối sống xanh bền vững. Trong những năm gần đây, chúng ta đang chứng kiến những biến đổi xấu của môi trường và khí hậu. Phương pháp trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ cũng góp phần gây ra những tác động tiêu cực tới với môi trường, lãng phí tài nguyên như tăng khí nhà kính, như là khí carbon, metan, oxit nitơ, đồng thời lãng phí nguồn nước sạch hiện có. Chính vì vậy, sống xanh, sống bền vững đang trở thành xu hướng được giới trẻ lựa chọn và phát triển trong tương lai bền vững cho chính mình và xã hội. Các bạn trẻ còn có xu hướng lựa chọn lối sống thuần chay bằng cách sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hữu cơ, thực phẩm hữu cơ, thực phẩm không biến đổi gen, đặc biệt là ăn chay. Nếu cắt giảm được lượng thịt sử dụng, chúng ta đang chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đồng thời cũng hạn chế được việc giết mổ, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu nhu cầu chăn nuôi công nghiệp thông qua lựa chọn thuần chay, từ đó sẽ xây dựng một lối sống xanh và bền vững hơn. Lý do thứ hai, về khía cạnh đạo đức. Nếu các lò mổ có thường kính, tất cả chúng ta sẽ ăn chay, câu nói của Paul F.C. Kearney. Đây có lẽ là một trong những câu nói gây ảnh hưởng nhất đối với Đạt và nhiều người khác để đi lấy quyết định ăn chay. Bởi thông qua việc ăn chay, chúng ta có thể góp phần vào việc thúc đẩy một thế giới không có sự tàn ác. Để ăn chay để cao lòng từ bi và tôn trọng mọi sinh vật, nhiều người cho rằng họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong tâm hồn bằng cách lựa chọn các sản phẩm thuần chay, góp phần giảm bớt sự tàn ác đối với động vật và thúc đẩy phúc lợi động vật, tạo nên một xã hội đạo đức và nhân đạo hơn. Lý do cuối cùng là sức khỏe bền vững. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng người ăn chay thường có tuổi thọ cao hơn so với người ăn mặn, ít bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Ở phương Tây, nhiều người ăn chay không chỉ vì tôn giáo mà bởi vì sức khỏe và vóc dáng. Ngoài ra, bạn trẻ hiện nay phải thường xuyên đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống, có tâm lý chữa lành tâm hồn nên tìm đến việc ăn chay. Bởi khi ăn chay, tâm tính sẽ trở nên hiền hòa, dễ chịu hơn, giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Dự án ăn lạc tâm mà Đạt theo đuổi trong nhiều năm qua với mong muốn mang đến những phần cơm chay bổ dưỡng từ các nguồn thực phẩm hữu cơ cho những bệnh nhân hoặc những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Cơm chay không những giúp chữa lành tâm hồn, lạc quan hơn trong cuộc sống mà còn góp phần cải thiện sức khỏe của bệnh nhân. Có rất là nhiều lý do khiến bạn trẻ quyết định ăn chay. Tuy nhiên, cho dù với lý do nào cũng đều đáng trân quý. Nên khi đến với Mitovo Việt Nam, Đạt lựa chọn ăn chay làm chủ đề chia sẻ cùng với khán giả. Xin cảm ơn Mitovo Việt Nam đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa để Đạt có cơ hội kêu gọi thêm nhiều bạn trẻ tham gia vào việc ăn chay theo xu hướng sống hiện đại. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.